Rồi sau khi leo được lên bờ rồi, đây cô chú nhìn thấy nè, ngay chỗ này coi như là tê liệt hoàn toàn luôn, hệ thống giao thông bị cắt. Đây nè cô chú, ngay cái đoạn này là phải nói là nặng nhất trong cái những cái đoạn mà hồi nãy em đi á. Lần đầu tiên khi mà tới á, là em thấy cái đoạn đường đầu tiên nó sụp khá là dài luôn, nhưng mà vẫn còn đi bộ được ha, còn đi xe đạp được. Còn ở đây là hầu như là xe đạp, xe máy gì là không thể đi được luôn rồi. Cô chú anh chị các bạn có thể nhìn thấy bà con ở đây hy sinh một cái cây dừa để làm cái cây cầu bắc qua để người ta đi qua lại. Đó, đây xa xa là mình thấy sẽ có một cái cây dừa hay là cây tràm gì đó, và bà con sẽ bắt để đi qua bên kia, chứ lộ bây giờ nó bị sụp đứt quãng rồi, không có đi được. Hoặc là người ta dùng một cái giỏ, người ta căng ngang một cái con kênh vậy nè. Thường mà ghe chạy dưới sông mà giờ đi bộ dưới sông. Đó. Rồi chỗ này coi như là bó tay, xe máy không có thể đi được nữa, phải dừng tới lại đây thôi. Ngay cái chỗ này nó dốc khoảng 45 độ luôn mà thằng bé nó chạy xe đạp được, hay thiệt. Hay thiệt luôn, chạy đây giống như là một nghệ sĩ xiếc vậy đó. Chỗ này là như một cái hầm luôn rồi. Ở đây tới mùa khô hạn là bà con bắt đầu đi dỡ trà ở dưới các cái con kênh. Ôi, cà phê nó bự kìa. Ôi, cái giỏ này cá bự nè. Ôi, nó quậy kìa. Cá này rổ quá bự luôn nè. Xô cá rô biển. Rô biển là cá bự bự không? Ôi, cá rô biển nó bự nè cô chú. Và ở đây có con cá bự chị gái đang cầm lên cho coi nè. Con này chắc ký không chị? Rồi anh nói là có anh em này là bay luôn. Rồi. Rồi chị tin về giới thiệu cho bà con. Này mấy chị đang tập trung lại mần cá. Anh trai ông đổ cá ra nè. Chị, né né qua em quay cá cái kìa. Đó. Cá phi tự, con này cả ký á. Ôi ôi, cá lóc kìa. Trời ơi, giờ dở lên luôn chị. Đó, ôi cá lóc bự. Trời ơi, con này bự nè. Con này bự nè cô chú anh chị. Dạ. Ôi.
Dạ xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị các bạn quay trở lại với video tiếp theo của em trên kênh ống kính đó đây nha. Các bạn thân mến, hiện tại là em đang có mặt ngay tại huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau. Sáng nay em tiếp tục ở đây để chia sẻ một trong những cái cảnh mà mùa khô hạn cũng như là những cái con đường sạt lở ở Trần Văn Thời Cà Mau. Và hiện tại là buổi sáng em đang có mặt ngay tại xã Khánh Bình Tây Bắc, ở đây là thuộc ấp Mũi Tràm A. Trước mắt cô chú anh chị và các bạn thì đây là một cái con kênh mà hiện tại là không còn một giọt nước vào mùa khô hạn nè cô chú. Đó, hiện tại là các cái cống thông ra cửa biển đã được khóa chặt để ngăn nước biển nó tràn vô các cái con đê, con kênh ở trong cái khu vực quá ngọt của huyện Trần Văn Thời. Thì do mùa nắng khá là lâu, nắng hạn năm nay phải nói là một trong những lần mà nắng hạn gay gắt trong 3-4 năm mới đáo lại như lần này. Cô chú các bạn có thể nhìn thấy nè, những cái con mực đất ở đây bây giờ nó lên cỏ luôn rồi. Còn chính giữa cái con kênh nè, bây giờ nó khô nước hết trơn rồi, nó nứt luôn rồi nè. Đó. Hiện tại là em đang đứng ở trên cái cây cầu sắt nè cô chú. Cô chú có thể nhìn thấy cái bóng em đứng nè. Đó, cái bóng của cây cầu. Đấy. Bên dưới có cô chú đi chặt củi ha, đi cưa củi kìa. Đây, phía bên kia cũng có một cái cây cầu sắt ha. Đó, cũng ở đây không còn một giọt nước nào luôn nè cô chú anh chị. Đó. Sáng nay thì em sẽ đi chia sẻ những cái tuyến kênh và những cái tuyến đường sạt lở mới. Ở video trước thì em có chia sẻ những cái con đường cũng như con kênh mà bị khô nước và những con đường sạt lở, thì bên đó thì thuộc xã Khánh Hải. Còn hôm nay thì em sẽ chia sẻ ở một số địa điểm mới. Dạ bây giờ em sẽ đi xuống cái con kênh này xem coi nó khô như thế nào ha, xuống giữa cái đáy con kênh luôn nè, xem coi nó có khô hay là còn bị lúng hay không. Hiện tại là đất ở đây nó cứng ngắc luôn rồi cô chú anh chị. Đó. Không ai nghĩ đây là cái con kênh ha. Đó. Không còn miếng nước luôn. Rồi lần đầu tiên thấy, hôm qua thì có chỗ còn sẹp sẹp nước, còn ở đây khô queo luôn. Cắt củi hay gì vậy cô? Dạ. Con thấy ở đây nước nó khô queo luôn rồi. Dạ. Dạ. Mỗi năm có vậy không cô? Vậy hả? Dạ. Dạ. Ủa mấy ông khí điện đạm múc mà đâu có sao. Dạ cái đường này của khí điện đạm hả cô? Rồi. Dạ. Con ơi, quay chia sẻ cho bà con coi cái mùa hạn ở đây. Vậy đó hả? Dạ. Hôm nay cũng có mấy em nó lại quay cũng mấy quận ơi. Quay đây đó hả cô? Quay đây cũng có mà quay trên đồng đó cũng có nữa. Dạ. Đây bị nó khô quá. Đây đúng là quá dữ luôn á. Cứng ngắt ra dưới đáy kênh cứng ngắt luôn nè. Năm nào cũng vậy cơ. Năm nào cái này từ hôm mấy ông múc tới giờ thì năm nào cũng bị khô. Dạ. Kiểu như cái chỗ này nó cạn hơn những chỗ khác đó. Ừ. Dạ. Đây ra tới đường ống ngoài nó cạn gì luôn. Trời ơi. Mà đều nó cạn gì đây, cứ mấy cái ngã ở trong gì đây đâu có đi được. Bây giờ người ta từ dùng cái đi bộ đi xe được không chứ đâu còn đường đi. Dạ, tới tháng mưa nó mới đi được hả cô? Mưa ngập tới mé đó thì dưới này mới đi được. Dạ. Rồi, cô đứng giữa mà nó hết lúng luôn, nó cứng ngắt luôn rồi. Nẻ đâu đó. Có nẻ. Đó. Dạ. Thắng nước mà chạy cũng lên xình mà. Thắng nước hả cô? Thắng nước mình chạy cũng lên xình. À, nó cạn quá ha. Nó cạn lắm. Dạ. Bị cái này nó ngay là mấy ổng múc mà lấy đường qua bên đường sông đó, đường bờ đó để mấy ổng làm lộ thôi. Dạ. Chứ mấy ổng không có dùng tới cái đường sông. Dạ dạ. Có đường sông thì dùng cái đường đó nữa mà dài chổng nó cũng không có cho sên. Dạ, khúc ngoài kia con thấy nước nó cũng sắp cạn rồi. Cũng cạn nhách luôn. Đó. Đâu có ghe tiền thì chạy được. Đường tiến lưu thông đó nó cũng bị cạn mà mấy ổng sên cũng dạ. Có sên.
Đó. Sơn cái này lên cho dân đi không? Cái này đắt quá trời luôn, múc lên để nô tôn nền rồi cũng ngon ngon nữa nha. Mà mấy ổng không cho đó. Dạ. Chứ phải mấy ổng cho, mấy ổng sợ lỡ bờ vách bờ đó. Dạ. Chứ cô xin chừng múc chừng vài chục gào. Dạ. Mà mấy ổng cũng không cho. Dạ. Chắc người ta sợ để lỡ. Sợ lỡ cái bực trong đó. Dạ. Cái nứt nẻ nè, cô chú. Đó. Quá trời luôn. Cái đóng cửa đi cô. Tôi nứt rồi. Cô queo luôn. Rồi cảm ơn cô nha. Rồi. Dạ. Không có gì. Thấy khô quá, củi nằm gì đây, mình dân nghèo. Đi đi mót cái cô. Củi rồi đang chụm lên. Dạ. Nhìn đi dưới cây cầu sắt nè. Đó, nhìn lên. Thường thường mà ghe chạy dưới sông mà giờ đi bộ dưới sông. Đó. Đây. Cái cây cầu sắt hồi nãy em đứng nè, cô chú anh chị. Bây giờ em đi xuống phía dưới. Đó. Đi xuống đây luôn. Đó, cây cầu lúc nãy em đứng. Khu queo chỗ này. Giờ này là buổi trưa, mấy em học sinh ngày hôm nay tan ra về nè cô chú. Dạ đây là một cái con đường đan. Ở đây là thuộc xã Trần Hợi của huyện Trần Văn Thời nha cô chú anh chị. Phải nói ở đây là sạt khá là nặng luôn nè. Chỗ này là hết chạy xe được luôn rồi. Hôm qua là cái tuyến đường ngay chỗ bên xã Khánh Hải á, là còn chạy xe được. Chứ còn ở đây là vô phương rồi. Cô chú anh chị nhìn, các bạn nhìn cái miếng đan nó rất là dày luôn nè. Đó. Ở đây sạt quá nặng luôn cô chú. Ở đây phải nói là không phải gọi là sạt mà là sụt lúng. Sụt lúng. Quá dữ luôn nè. Ở đây cô chú anh chị các bạn nhìn thấy ngay chỗ em đứng ha. Này chỗ này một người có thể chui lọt dưới cái kẻ này luôn nè. Rất là lớn. Một người có thể đứng xuống dưới đây được luôn. Nó nứt cái phần đất đây ra rất là lớn nè. Ở đây là cái cây dừa. Còn dưới đây là cái kênh. Đó. Cái phần lắc nó sạt ra thì ít. Nhưng mà cái phần lúng thì nó nhiều cô chú. Ở đây hình như người ta chạy xe tắt xuống đây hay sao. Để đi vòng qua đây hay sao á. Chứ không có chạy xe được nữa. Ở đây mình nhìn ở dưới đây nè, như là một cái hang động vậy đó. Toàn huyện Cà Mau không chỉ sạt ở xã Khánh Hải không đâu, mà ở đây là thuộc xã Trần Hợi nha cô chú. Cái đường này cũng 3 mét. 3 mét đó cô chú. Đan nó nứt hết trơn luôn rồi. Này sụp nghiêng cái này là khoảng 45 độ. Cái đoạn đường này phải nói là quá là dài luôn nè. Cô chú anh chị xem. Cái này mình không có thể nào mà mình đi trên đây được luôn cô chú. Nó quá là dốc luôn rồi. Giờ này là khoảng 11 giờ trưa ha. Đây. Quá nặng. Ở đây mỗi lần nó sụp như vậy là ảnh hưởng cái đường ống nước. Thì những người mà người ta quản lý cái đường ống nước cho người dân xài là sửa lại cũng cực lắm. Đây nè. Nó lúng nguyên một cái đoạn này luôn nè cô chú. Đây là phía trước nhà của người dân ha. Đây. Cái lộ bình thường nó cao. Giờ sụt lúng luôn. Em nghe nói hình như ở đây là nó sụt lúng cũng cả. Có những đoạn nó sụt lúng cả tháng trời. Cả tháng nay à cô chú. Rồi chỗ này không biết sao mà chạy xe đi tiếp đây.
hình như chạy xe lòng lòng được hay sao á. Chút xíu nữa em hỏi có cách nào chạy xe qua không. Đây nè, từ một đoạn đằng kia đi tới đây khoảng 50 mét rồi, hơn 50 mét luôn cô chú, cỡ 7-80 mét nó sụp. Đây ngay phía trước căn nhà, cô chú anh chị các bạn nhìn thấy nè, phía trước căn nhà của một người dân. Quá dữ rồi. Nó sạc như vậy là phải nói là rất là nặng luôn, nặng hơn cả cái ở clip trước em quay ở bên xã Khánh Hải nữa cô chú. Ngay chỗ này từ cái mí thềm này nè mà xuống dưới đây là cũng cỡ 1,5 mét. Giờ này trưa nắng cho nên là không có thấy người dân đi ra đường. Đây, đây cô chú xem nè, cô chú chị các bạn xem, ở đây quá là sâu luôn. Điều cái lại đặc thù ở vùng đất Cà Mau này á, cái đất nó không có được chắc như là những cái vùng khác. Ở đây người ta khi mà xây nhà là người ta làm cái móng nó tốn kinh phí nặng lắm cô chú. Nhiều khi chỉ làm một cái móng cái nền nhà là phải giọng cừ tràm nè, cho nên cái chi phí nó nặng lắm. Rồi cừ tràm, cừ bê tông nữa, cái chi phí nhiều khi nó tương đương với xây một cái căn nhà ở trên luôn á. Cho nên là cái đặc thù đất ở đây nó dở lắm. Và trong cái thời điểm mà mùa nước mặn vậy nè, thì những cái cống á, người ta đóng lại để ngăn nước mặn tràn vô kênh. Và khô hạn lâu á, thì nó sẽ làm cho cái đất nó bị sụt lún, càng dễ sụt lún nữa. Ở đây như là một cái hang luôn nè. Cái này mà rất là nguy hiểm á cô chú. Hầu như là không thấy ai đi trên cái đường này được luôn. Đây, có một em học sinh đi học nè. Không biết đi được hay không. Cái đường này đi không biết đoạn tới nó còn sạt nữa hay không ha. Nhưng mà ngay chỗ này mình nhìn trở lại nè cô chú, một đoạn cũng khá là xa đó, cũng cả mấy chục mét á, gần 100 mét. Quá nặng luôn. Ngay vị trí này dài tới đằng kia rất là xa ha, ngay chỗ cây dừa đó. Em mới hỏi người dân ở đây là nó sụp như vậy thì bữa giờ người ta không có chạy xe máy được. Nhưng mà cái con đường này đi thẳng về hướng sau lưng em á, là nó còn sạt rất là nhiều luôn. Có chỗ là không đi được luôn. Thì để em tìm hiểu làm sao để có thể chạy xe đi tới nữa để quay cho cô chú anh chị các bạn xem. Còn đây là cái căn nhà mà phải nói là sạt nặng nhất nè, ngay chỗ vị trí này. Vậy đây sao đi được. Đây nè, cô chú anh chị các bạn nhìn thấy ngay cái góc này, mình thấy là cái tấm đan nó dựng đứng khoảng 45 độ. Dạ là do nó sạt quá là nhiều luôn, cho nên là không có thể nào mà đi xe máy tiếp trên cái con đường này cô chú. Cho nên là em đi qua cái con đường đối diện nè. Nhưng mà qua bên đây em quay cái góc máy này cho cô chú xem, mình thấy nhìn thấy được cái độ sạt lở toàn cảnh của cái khúc đường này ha. Đó. Nó sụp sâu cái đường lộ đan xuống luôn. Bên kia mình nhìn thấy được cái hang nằm phía dưới của cái tấm đan kìa. Phía bên đây có một cái đoạn cũng sạt lở nữa nè cô chú.
cách cái đoạn vừa rồi có mấy chục mét nè, mà nãy em không thấy. Đi bên đây mới thấy nè. Bây giờ em sẽ đi qua cái con kênh này ha, bằng cái chiếc giỏ nè. Em thấy người ta có để cái chiếc giỏ để bắt đi qua lại nè cô chú. Trời ơi, ở đây nó sạc quá trời nặng rồi. Đây, ngay cái phần đất nè, nó lún xuống nè cô chú. Đây, cái này mà tới mùa mưa xuống thì cái dòng nước chảy thì nó lại càng sạt lún thêm nhiều nữa. Đó. Đây, những cái mảng bê tông nè. Đó. Quá dữ rồi. Đây đúng là quá nặng luôn. Nếu mà nãy đem xe máy qua thì cũng không có thể nào mà đi được luôn. Hay, những cái miếng bê tông mà nhìn giống như là những cái miếng giấy vậy đó, nó gãy rụng hết trơn luôn. Trong đây như là một cái hầm vậy đó. Đây cô chú anh chị các bạn thấy nè, cái phần đất nó mất, giống như nó ở dưới có cái hang ấy, nó sụp xuống đó. Cái phần đất ở trên nó sẽ tuột xuống, chứ còn cái phần lở ấy, lở nó sạc ra bên ngoài ấy, là không có nhiều đâu. Nè, cái phần lở sạc ra bên ngoài chỉ nhỏ nhỏ thôi à. Tính ra cái địa hình, điều kiện đất ở đây nó không có được tốt. Đó. Dưới đây là như một cái hang luôn nè cô chú. Đó. Đây, nguyên một đường dài luôn kìa. Cũng cỡ mấy chục mét á. Yeah, cái đoạn sạc đằng kia hồi nãy em quay ha, nó nằm đằng kia, cách nhau có 50 mét nè. Đây, tới đây thì cái đoạn này, bây giờ em đứng trên đây quay xuống cho cô chú anh chị các bạn xem. Ở đây người dân người ta gào ở đây để cảnh báo nè. Đó. Đi là phải đi sát bên trong. Đây có một em học sinh đi học về nè. Chạy xe qua luôn hay vậy ta. Chạy xe qua thấy cũng rất là nguy hiểm đó cô chú. Nó có thể sạc thêm bất cứ lúc nào. Đây quá là nhiều rồi. Ngay cái chỗ này nó dốc khoảng 45 độ luôn mà thằng bé nó chạy xe đạp được, hay thiệt. Hay thiệt luôn, chạy đây giống như là một nghệ sĩ xiếc vậy đó. Đây, cái phần bê tông nè. Nó đứng lên nè cô chú. À, cái khúc ngay chỗ này nè. Bà con ở đây nói là nó mới sạc ngày hôm qua luôn nè cô chú. Cái đoạn đằng kia hồi nãy là sạc cũng lâu rồi, còn cái đoạn này là mới hôm qua. Đây, khe hở khá là rộng luôn. Cái phần bê tông bằng xi măng này á, nhìn nó rất là dày và nó rất là chắc chắn. Nhưng mà cái thổ nhưỡng ở bên dưới, cái phần đất ở bên dưới nó bị sụp lún. Bê tông cái này cũng bể luôn. Đoạn này là mới hôm qua. Rồi bây giờ trở lại bờ bên kia để đi theo tiếp cái đoạn đường này nha cô chú. Dạ, ngay đây là một cái đoạn đường tiếp tục sạt nữa nè cô chú. Bây giờ em vừa chạy xe qua cầu trở lại cái đoạn đường sạt thì vừa qua thì bắt gặp một cái chỗ nó bị sạt lở nữa nè. Cái phần đất ở bên ngoài nó sụt xuống ha. Còn cái chỗ này hiện tại là nó nứt đan rồi. Nó nghiêng nghiêng xuống rồi ha. Và nó có thể bị sập xuống bất cứ lúc nào. Mình không biết được.
Còn cái chỗ này là bị sụp xuống 45 độ luôn rồi nè. Đó. Quá nặng chỗ này. Không biết chỗ này thì nó bị sụp từ lúc nào ha. Bác ơi, cho con hỏi ở đây nó sụp hồi nào vậy bác? Dạ. Nhỏ lại đây nó còn kêu trời nữa. Ông bác ở đây nói ngay cái chỗ này là sụp cũng cả tháng hơn rồi hả bác? Ừ, hơn tháng rồi. Dạ. Đây sụp trước. Còn cái khúc vừa rồi đằng kia là cũng mới hôm qua. Ừ, nó sụp sao. Dạ. Còn mình đi thẳng là còn sụp nhiều nữa hả bác? Ừ. Mấy đứa nhỏ gần tới chỗ cái cầu ngang đã. Dạ. Đây là nó mới chà rồi nó sụp, ổng nó không có thấy đường đi rồi không. Mấy đứa nó không có đẩy xe chà lúa được đó. Dạ. À, bây giờ mình chỗ này mình đi xe máy tiếp nữa được không bác? Được, còn chạy tuốt lắm được hả anh? Được ha. Ừ. Dạ. Con thấy nó nghiêng quá thì nghiêng, mà nãy có mấy em học sinh chạy giống như là nghệ sĩ xiếc vậy đó. Học sinh nó đi học tuốt nó chạy được hết trơn à. Dạ dạ. Đỡ dữ lắm. Mỗi năm ngày xưa vợ có bị sụp vậy không bác? Giống vậy không? Không. Tôi hỏi nó có chỗ sụp hơn của ông nữa mà cũng còn cái đường tụi con đi được. Chạy được. Hôm qua con đi quay với Khánh Hải á là cũng sụp, nhưng mà thấy đây là sụp dữ nhất con từng thấy nè. Ừ. Mà cái này không biết sao sửa nó thì con mẹ cái đất tôi đi rồi mất cái chân. Ờ đúng, giống như dưới nó có cái hang vậy ha bác. Hồi đó không có, hôm qua ở đây. Từ xưa giờ có bị sụp vậy không bác? Không, nó ông nó giục. Bên đông đó cũng vậy, ông mẹ của tôi cũng đâu có sụp dưới như bên đây. Dạ. Mà bên kia đâu có bị sụp ha, lộ bển đâu có bị sụp. Ừ, đâu có, bển không có một miếng nào hết. Dạ. Ngon như kỳ thiệt. Hay do bên đây nó lớn hơn, cao hơn. Ừ. Dạ. Rồi con cảm ơn bác. Đây, cái chỗ này ông bác chia sẻ là nó sụp cũng cả tháng hơn rồi cô chú. Đây. Đằng kia, xa xa đằng kia mấy chục mét rồi làm thấy sạt nữa rồi kìa. Để bây giờ em chạy xe máy tới luôn. Dạ, bác nói đằng kia nó sạt còn dữ hơn đằng chỗ này nữa. Cô chú, anh chị, các bạn thấy không? Quá đây nhiều luôn rồi. Dạ, bây giờ em sẽ vượt qua cái đoạn đường sụp khá là sâu chỗ này để đi tới đằng kia nữa, chia sẻ thêm cho cô chú xem. Mình phải đi nhờ qua phần đất của ông bác này nè, đó, có thể chạy xe qua được. Đây, vừa qua được mấy chục mét là cái đoạn này lại tiếp tục sụp nữa rồi. Rồi chỗ này coi như là bó tay, xe máy không có thể đi được nữa, phải dừng tới lại đây thôi. Chỗ này là quá dữ rồi, hầu như xe máy là không đi được luôn rồi. Rồi ngay cái phần đất này nè cô chú, nhìn như là một cái hang luôn nè. Đó. Quá là sâu rồi. Hầu như cái lộ này là nó sụp giống nhau, mỗi cái chỗ nó giống nhau, nó đều sơ khá là sâu. Và cái phần đan á, nó nghiêng khoảng 45 độ. Ở đây là phía trước một cái máy chà lúa. Máy chà lúa của người dân địa phương ở đây á, để phục vụ cho bà con chà lúa lấy gạo ăn á, xay lúa đó. Ở dưới miền Tây, ở quê hay gọi là máy chà lúa. Mình gọi chung là máy xay lúa đó cô chú. Đây. Đó. Đây. Ở đây cái phần đan này nó còn nguyên nè. Nhưng mà cái phần đất ở bên dưới nè, như là một cái hang vậy đó. Sụp gì đâu mà khủng khiếp thiệt.
Chỗ này là hầu như là bó tay rồi, không có đi xe tiếp tục được nữa. Đi trên đây chứ cũng hồi hộp, mình có thể sợ nó sụt thêm bất cứ lúc nào cô chú. Ngay chỗ này là một cái con kênh. Con kênh và ở đây là một cái cầu nè. Quá rồi. Cái lan can cây cầu nè cô chú. Sụp luôn. Quá dữ rồi. Chỗ này là như một cái hầm luôn rồi. Chị cho em hỏi ở đây nó sụp lâu chưa? À được tháng rồi hả em? Dạ. À, em gái nói ở đây nó sụp cả tháng rồi. Ở đây mình đi thẳng còn chỗ nào sạc nữa không em gái? Đi thẳng còn sạc nữa hả? À, bây giờ xe máy ở bển á, có đường nào để qua trở lại đây không? Đi xe máy á. À, tại vì đây, xe máy giờ đâu có chạy tiếp được nữa đây nè, phải không? Có cách nào đi vòng qua bển để trở qua cái lộ này không? Có cầu không? Đúng rồi. Vậy ha. Rồi, cảm ơn. Quá dữ rồi. Trời ơi, chỗ này nè cô chú. Đây. Ngay nhà của một cái người dân ở đây luôn. Ôi, em mới đứng ở đây mà nó sụp xuống rồi nè. Ở đây bà con chia sẻ là sụp nguyên một cái tuyến đường luôn. Bây giờ em tìm cách đi xe máy qua bên đó để mình có thể đi chia sẻ thêm cho cô chú xem. Đây. Nhà này giống như là phía trước một cái vực vậy đó cô chú. Đây nè cô chú. Ngay cái đoạn này là phải nói là nặng nhất trong những cái đoạn mà hồi nãy em đi á. Lần đầu tiên khi mà tới á, là em thấy cái đoạn đường đầu tiên nó sụp khá là dài luôn. Nhưng mà vẫn còn đi bộ được ha. Còn đi xe đạp được. Còn ở đây là hầu như là xe đạp, xe máy gì là không thể đi được luôn rồi. Ở đây nó ngắn hơn bằng đằng kia một chút xíu nhưng mà sụp khá là sâu luôn. Đây là những cái ống nước nè. Ống nước máy truyền cho người dân nè. Thì nó sụp nó sẽ lòi ra ống nước nè, có chỗ thì nó bể thì phải khắc phục sửa thì bà con mới có thể nước dùng được. Mỗi lần sụp đó là những bên hệ thống quản lý đường nước của xã là phải đi sửa khắc phục lại. Quá nặng rồi. Do là cái đoạn đường này nó sụp quá trời nặng này, cho nên là không có thể nào mà chạy xe máy ở đường bển được. Cho nên là em phải đi cái đường mé bên đây. Và tới cái đoạn nào bị sạt lở em phải đi qua. Ở đây cô chú anh chị các bạn có thể nhìn thấy bà con ở đây hy sinh một cái cây dừa để làm cái cây cầu bắt qua để người ta đi qua lại. Đó, đây. Xa xa là mình thấy sẽ có một cái cây dừa hay là cây tràm gì đó. Và bà con sẽ bắt để đi qua bên kia. Chứ lộ bây giờ nó bị sụp đứt quãng rồi, không có đi được. Hoặc là người ta dùng một cái giỏ, người ta căng ngang một cái con kênh vậy nè. Mùa này là mùa qua lục bình thì em thấy lục bình ở đây nó trổ bông quá trời đẹp luôn nè. Đó. Đây, bây giờ em sẽ đi qua cái cây dừa này ha. Đây bà con chơi quá xịn luôn. Chặt cái cây dừa để bắt đi qua cái con lộ luôn. Cũng có thể cây dừa này nó lão quá hay sao á. Cũng trái nhiều lắm nè. Trái non, trái lớn rồi nè. Chứ đâu phải không có trái đâu mà bà con chơi chặt luôn. Hy sinh cây dừa để làm cái cầu luôn hay sao nè. Mấy cái buồng trái nè. Rất là nhiều đâu.
Tuy cây dừa nó cao nhưng mà cũng đâu có đến nỗi phải hy sinh cây dừa uống vậy. Mùa này ở đây hoa lục bình nở quá là nhiều luôn nè cô chú, đẹp quá. Đẹp thiệt. Đây. Đứng ở dưới bực dưới nè, mình thấy nó sạc nó sụp luôn nguyên một cái bụi chuối xuống dưới sông nè. Cô chú nhìn thấy. Đó. Đất nó nứt nè. Đó. Để em tìm cách đi lên trên ha. Rồi sau khi leo được lên bờ rồi, đây cô chú nhìn thấy nè, ngay chỗ này coi như là tê liệt hoàn toàn luôn, hệ thống giao thông bị cắt, hệ thống giao thông bị chia cắt luôn. Này chỉ đi bộ thôi chứ không có thể nào mà đi xe đạp hay xe máy gì được. Cái đoạn đường này mà làm tốn tiền dữ lắm luôn á. Sụp quá, quá khủng khiếp rồi cô chú anh chị. Đây. Nguyên một tiếng đường của xã Trần Hợi, ở đây thì không biết là ấp mấy ha. Giờ hầu như cái đoạn đường này là phải nói là sạt nặng nhất của thuộc huyện Trần Văn Thời theo thời điểm hiện tại, cũng như là em biết được ha. Không biết còn cái chỗ nào mà sạt nặng nữa hay không. Ở đây có thời điểm những chỗ nó sạt cả tháng rồi, có những chỗ thì mới sạt. Nhưng ngay cái chỗ này là nó ở bên dưới cái đường đan á là nó được bị sạt rồi, nhưng mà đan á thì nó mới nghiêng nghiêng chưa có sụp xuống. Đây là cô chú. Chỗ này là đan nó mới nghiêng nghiêng. Phía trước hình như em thấy bị sụp nữa rồi kìa. Dạ đây, ngay chỗ này là nó lại tiếp tục sạt nữa nè. Cách cái chỗ cây dừa em mới đi qua không xa, chỉ cứ 200-300 mét là có một đoạn sạt à. Ở đây hình như là gần như là 200-300 mét là sẽ có một cái đoạn sạt lở như thế này nè cô chú. Quá trời nhiều rồi. Ngay chỗ này là nặng nhất trong cái chỗ mà hồi nãy giờ em gặp luôn á. Hồi nãy giờ gặp chỗ nào cũng nói là nặng nhất cái chân á. Hầu như là chỗ nào cũng nặng luôn rồi. Chỗ này không biết sao mà người ta đốn dừa luôn để đậy lại luôn nè. Những cái mảng bê tông ở đây rất là dày luôn. Chỗ này hầu như là không đi được rồi cô chú. Đi lạng hoạng nó sụp từ gãy giò luôn á. Như một cái hang ở dưới đây nè. Ở đây người dân người ta cũng làm một cái chỗ để cho mình đi xuống qua bên sông nè. Em sẽ đi tắt qua bên sông luôn. Sụp nặng thiệt luôn. Quá dữ. Chỗ này ảnh hưởng nặng đến cái việc di chuyển đi lại cũng như là cuộc sống của bà con nhiều lắm. Ở bên xã Khánh Hải người ta còn đi được, còn này coi như là bó tay tê liệt luôn rồi. Dạ vừa chạy tới một cái đoạn đây nữa nè cô chú. Em thấy cái phía lộ bên đây bây giờ nó sạt luôn rồi. Hồi nãy là sớm giờ là bên kia nó sạt không à. Bây giờ hầu như cái đoạn này là sạt rất là nặng rồi cô chú. Chỗ này cũng có một cái chỗ sạt mém đây nữa nè. Qua qua đi chị.
đây hình như nó sạt lâu lắm rồi, người ta mở thêm một cái đường đan phía trên để cho đi nè. Đây người ta căng dây. Đây hình như nó sạt đâu hồi đời nào rồi, lâu lắm rồi. Thì sao, còn bên kia phải nói là tê liệt rồi, chia cắt tất cả các cái đoạn đường ở đây. Cái đoạn này là em có ba cái cảnh lây cam ở trên nè, cô chú có thể nhìn xem là thấy sạt khá là nặng luôn. Bây giờ ở đâu cũng vậy à, em có đi quay thực tế thì cũng như nhau thôi, cho nên là chia sẽ một vài cảnh sơ sơ ở trên cho cô chú xem. Đây, cái đường nhỏ này ngay chỗ này cũng bắt đầu sập luôn rồi. Ở đây phía trước nhà của người dân nè, sụp quá trời sâu rồi. Chỗ này người ta bắt cây cầu đi qua luôn. Còn phía bên kia kìa, mình có thể nhìn kìa. Đó, nó sập hết rồi cô chú. Bên đây là nó cũng nghiêng 45 độ. Tê liệt hết trơn rồi. Em đứng ở trên ngay một cái cây cầu cao nè, mình nhìn xuống ha. Đó. Quá là nhiều. À, nhìn từ trên cao á thì mình đi thẳng nữa là cuối con kênh, cũng khoảng một cây số nữa là cuối cái đường kênh này, nhưng mà nó cũng bị sập hết rồi cô chú. Nhiều chỗ sập lắm. Đây nữa nè. Ở đây thì mấy cái bông lục bình mùa này trổ quá trời đẹp luôn. Nguyên cái tiếng kênh chỗ này. Bên đây có một chỗ sập nữa nè. Để em đi qua bên đây chia sẻ cho cô chú xem. Ngay chỗ này à, ngay cái bụi chuối với mấy cái cây dừa nè. Ở đây giống như là một cái bãi chiến trường. Phải nói là vỡ trận rồi. Đây. Quá thì dài cái đoạn đường này. Hư hết cái tuyến đường này luôn rồi cô chú. Muốn làm lộ lại thì phải dỡ hết mấy cái đan này. Rồi đổ đất sang lấp mặt bằng lại mới làm được lộ lại chứ. Bây giờ gần như là cái tuyến đường này nó thiệt hại cũng khoảng trên 80% rồi. Đó. Mấy cái miếng bê tông bự bự vậy mà nó gãi giống như là ai mà bẻ bánh tráng vậy đó. Đây nè. Nó dạt ra quá là rộng luôn. Thiệt tình luôn. Đúng là thiên tai, hạn hán. Này là phải nói là ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con rất là nghiêm trọng. Thank you.
Dạ, cô chú anh chị các bạn ở đây trên đường đi quay cái đường lộ thì gặp mấy cô thiếu nữ, mấy cô thôn nữ Cà Mau đang chuẩn bị bắt cá. Ở đây bà con gọi là tắt đìa. Thì bây giờ em quay cái cảnh tắt đìa của bà con miền Tây cho cô chú xem nha. Đó. Đây mấy chị, mấy cô đang bằng cá nè. Mấy ông kia đang bắt cái đó hả chị? Dạ dạ. Thôi quay mấy chị trước. Đây cá thắt lát. Cá thắt lát mình này, chị... muối sớt hả chị? Wow, ngon quá ha. Làm gì cho nó không có xương nữa phải không? Dạ. Đó. Chết rồi, giờ sao dở mặt ra. Mấy chị nói quay rồi để cho mấy chị tha son bắt cá. Có ai làm móng tay chưa? Rồi, mà tay nè. Tay đâu có gì, cá này thứ nhất làm chả, còn làm dày á là muối xả chiên ăn ngon lắm. Nghe nói chảy nước miếng luôn rồi. Còn ở đây cá gì cũng đây mấy chị? Cho em coi cái nha. Cá gì ở đây đây ta? Cá gô hả? Ôi. Cá đây bự hả? Cá đây nhỏ hả? Cá đây bự hả? Có cá chê không đây? Thọt vô nó cho một nhát cái là tiêu tùng luôn á. Trời ơi cá đã nè. Cá gì đã dưới chợ. Này, cá rô Cà Mau nè cô chú. Cái này mà đổ ra nhìn đẹp lắm nè. Tù cá rô nè. Cá rô hơi ốm á. Cá lóc đây hả chị? Có con nào bự bự không? Bắt cho em quay cái coi. Dạ. Quay cá đừng quay tôi nha. Quay chị luôn. Ôi ôi, cá lóc kìa. Trời ơi. Giờ dở lên luôn chị. Đó. Ôi cá lóc bự. Trời ơi, con này bự nè. Con này bự nè cô chú anh chị. Dạ. Ôi trời ơi. Hồi nãy có nướng luôn hả? Còn nướng không? Vậy ha. Còn bên đây cá gì vậy? Lát hả? Tụi con cá nó bự nè, hết hồn chưa? Chết ngắt rồi. Con này cá cơm. Cá thác lát sống nè. Bên đây cá. Chị mấy cái này mình bán hay là chia nhau ăn? Cái nào bự thì mình bán rồi xong rồi mình chia nhau ăn. Vậy hả? Ờ, cái mình bán, cái nào bự mình bán là mình lấy tiền mình mua bia lại. Bán có ship Sài Gòn không? Sài Gòn thì người nào đặt là ship luôn. Dạ. Ship Sài Gòn luôn ha. Rồi. Em tên Quân. À, kênh YouTube tên là ống kính đó đây. Dạ. Mình đó là mình gõ lên trên Facebook là coi được đúng không? Có ống YouTube á chị, YouTube á. YouTube hả? Dạ. Ống kính đó đây. TikTok ít lắm. Dạ. Rồi để lại coi mấy ổng bắt cá coi. Hình như cá lóc nó còn tụ ở đây hay sao nè. Ồ cá chốt lạnh dưới luôn kìa. Cá chốt lạnh luôn. Để đi lại đẳng coi mấy ông bắt cá đây. Rồi. Ở đây người ta làm ruộng, người ta mới đốt rơm nè cô chú. Hồi nãy mấy ổng có nướng cá lóc nữa. Mà hồi nãy mắc lo đi quay cái đường lộ. Ôi ôi cá kìa. Ôi ôi cá nó lội theo cái đường nước nè cô chú anh chị. Quá trời cá luôn á. Đây nè. Cá rô phi. Cá sặc, cá rô. Lâu lắm rồi mới thấy cảnh tắt đìa. Hồi nhỏ thì ở nhà cũng hay tắt đìa lắm. Nhưng mà chú em bây giờ là không có còn đìa nữa.
rồi cảnh bắt cá lóc nè. Có cá bự không? Ui, ui con cá kìa, cá gì nó dậy rồi. Cá quá trời luôn ha. Cái đè này lâu lắm rồi chưa có tát hả chị? Năm tát lần hả? Còn em trai nó nhảy xuống nó bắt cá kìa. Ở miền Tây mình á, cái ao người ta gọi là đè đó. Nhiều khi nhiều nơi người ta không biết cái đè là cái gì. Còn khúc đằng kia chưa tát hả chị? Tát rồi. Rồi hả? Mình tát được khúc đúng không? Dạ. Mấy chị nói cái khúc đằng đó là tát hồi sáng, xong rồi bây giờ tát ngược trở lại bắt được khúc vậy đó. Dạ. Dạ. Viên cá lóc bự bự ơi. Quay cái ông điều khiển cái máy á. Ở đây là người ta phải một chút xíu nữa bà con phải dùng điện để bắt mấy con cá lóc nó trốn ở dưới á, chứ ở đây mò cực lắm cô chú. Bây giờ chủ yếu là bắt mấy con cá trắng, mấy con cá nổi trên. Một cái bội cá luôn nè cô chú anh chị. Giờ đem lại đắng rửa ha. Ôi ôi cá thắt lát, cá rô phi. Cá lóc chút xíu nữa bắt sao nha cô chú anh chị. Ôi sình. Nó nhảy văng sình tùm lum luôn. Này mấy chị đang tập trung lại mần cá. Anh trai ông đổ cá ra nè. Chị nè nè em quay cá cái kìa. Đó. Cá phi tự. Con này cá ký á. Cá thắt lát. Chị nào anh chọn anh hồi nãy nói mấy chị đây là chưa có gia đình hết không? Chưa ai có chồng hết. Sao mấy ổng đồn kìa, không có chồng ở đây hả? Rồi kêu. Thấy vậy chứ người nào đẹp đẹp không đó, không ai xấu đâu. Vậy mà mấy ổng kêu em là quay đưa lên chương trình xe duyên luôn. Có luôn. Dạ. Em đổ lại nó nhảy nhảy cho lắm luôn sao? Ủa đây mần cá mình mướn hay sao mà đông quá vậy chị? Mướn mần cá hả? À mần cứ kiểu là mình mần dằn công ha, mày mốt tới người này tát cái phụ ha. Dạ có luôn. Cá phi. Ngày xưa cá rô phi không nhiều nhưng mà giờ cá rô phi nhiều quá. Ngon ngon cá thắt lát ngon. Thắt lát đồng không à?
quá đã. Kìa giục con đó giùm em. Đại đi. Thôi đấm. À, tới mùa khô hạn là mình tát vậy đó ha mấy chị. Ừ, tới mùa này là tát rồi. Qua năm sau vô quay nữa. Ê, qua năm sau vô quay nữa. Cứ dạ, cứ năm là mùa khô hạn như thế này. À, ở đây người dân ở đây người ta đi tắt đìa, bắt cá. Làm mắm, làm khô. Cá ngon á thì bán, cá lóc cá rô ngon á thì bán. Cái này cái gỗ cá mới mang lên nè. Ở đây thấy có cá ngon hơn nãy nè. Cá rô biển. Cá thắt lát. Vẫn chưa thấy cá lóc nha. Hình như cái khúc này ít cá lóc rồi sao? Cái lỗ đâu trời. Giống cái chốt vậy. Cá đã. Chỗ nó sâu lắm lúc. Cá chốt không nha. Rồi, con còn cá lóc kìa. Mấy con cá lóc luôn. Trời ơi. Xịt không. Bình tĩnh. Không sao. Đây, cá lóc giờ mấy chị lựa cá lóc với cá rô ra nè. Cá lóc này cũng nhỏ nhỏ chứ không bự hay chị? Không bự, người ta xịt hết dạ. Bởi vì nhà của mình đã người ta xịt lén á hả? Ờ. À. Ở đây giờ. Dạ. Cá lóc trong đây nè. Rồi cá lóc này đem về rồi ai mua bán hả? Ừ, ai mua thì mình bán. Có mang ra chợ không chị? Không. Dạ. Ở sớm chắc người ta sớm là người ta chia cái là hết rồi ha. Chiều chiều chắc người ta mới lại mua hả? Ừ. Tại vì chị chưa bắt về, chưa đem về lẳng nè. Dạ dạ. Rồi cái xong cái mình đem về rồi cái mình. Wow, ở đây có con cá bự chị gái đang cầm lên cho coi nè. Con này chắc 1 ký không chị? Ký không ký không chị? Chắc 7 gram à. Dạ. Con này nấu bánh canh ha. Hoặc là cháo gạo đắng. Mùa này còn gạo đắng nè. Rồi anh nói là có ai chị em này là mai luôn. Rồi. Em nói giờ muốn chồng rồi. Nãy giờ chị muốn rồi. Rồi chị tên gì giới thiệu cho bà con. Tên gì? Tên Yến. Hồng Yến thôi đừng có để chị Hồng Yến. Họ tên Yến rồi. Rồi sao người ta gặp được chị? Không thì chân cưng đang vô cút. Lúc này là cưng sẽ ở đâu rồi? Rồi. Nhưng mà cưng sẽ nó ở đâu rồi? Văng vô con mắt hết thấy đường rồi kìa. Văng vô con mắt hết thấy đường. Con vợ vậy? Cái gì? Cái đó là trời. Ở đây còn cá lóc nữa nè. Cá rồi. Đây con đi làm luôn sao? Hả? Ờ bữa đi ừ, cá ngon không nè. Trời ơi, đây toàn là cá sặc đồng không nè cô chú anh chị. Cá sặc này kho tiêu ha. Hoặc làm khô. Chiên cũng ngon nữa. Chiên xù ha, cái này là để chiên xù luôn. Tụ con cá sặc nó bự nè. Cá lóc này cô chú anh chị. Nhiều đây quá trời cá lóc hết chê trong đây luôn nè. Đây ở dưới đây là một cái con kênh khá là lớn nè. Và nước ở đây nó giật khá là sát rồi các bạn. Ở đây thấy có hai bạn nhỏ này đi chài cá ở dưới bờ kênh nè. Ngay cái chỗ này là cũng là một cái con kênh. Hiện tại là em đang đứng ở trên cầu ha. Nhưng mà chỗ này là nó cạn nước luôn rồi. Còn phía xa ngoài kia thì cái con kênh lớn hơn cho nên nó vẫn còn nước.
này đi chạy cá nè. Ồ, cái chài bung không nóng tròn. Đây để coi có cá không. Thì không có cá luôn mà. Dạ, ngay cái tiếng đường kênh ở khu vực xã Trần Hợi nè, em thấy ở đây ngay cái con kênh lớn, thấy ở đây có chú đang dở chà để bắt cá vào mùa khô hạn ở Cà Mau nè cô chú. Bây giờ chờ chút xíu khoảng tiếng nữa là sẽ bắt cá lên, gặn cá lên, em sẽ quay cho cô chú xem nha. Còn bây giờ đang bỏ mấy cái chà ra, sắp xong rồi. Đây có người dở chà ra cho nên nó hơi lâu. Thấy có cá ục rồi. Ở đây thấy có cái con kênh này nó bự và thấy nó còn nước nè. Mấy con kênh kia nó khô cạn hết trơn rồi. Đây sáng thấy chú dở chà, bây giờ tới công đoạn cuối cùng, kéo cá lên. Đây nguyên một vỏ cá nè. Cá sặc đã quá ha, cá sặc bon luôn. Trời ơi, cá mới rổ, cá mới rổ quá trời luôn ta. Ôi con cá rô biển, cá rô biển bự nè. Trời ơi, cá đối nãy rồi, cá chốt nè chị ơi, cá rô biển nó bự nè cô chú. Cá gì ba cân gì ba lượng chú ơi. Đó giờ mới cầm được cái mày rổ còn sống luôn. Đâu rồi? Cái mày rổ nè. Ồ, cá đã quá ta. Cái mày rổ này căng không? Không. Bỏ vô thùng. Con này con mà gần nhà con mua về con nuôi cá kiển rồi. Ôi ôi, cá nhìn thấy mê chưa? Để mới xúc cái đầu tiên luôn hả chú? Hên ha, lại thì kịp lúc luôn á. Cá mới rổ hết hồn thiệt chứ. Ở đây tới mùa khô hạn là bà con bắt đầu đi dở chà ở dưới các cái con kênh. Ôi, cá phi nó bự kìa. Ra ngoài đâu? Ôi, cá phi hết hồn rồi chứ. Cá chì trắng cậu ơi. Chì trắng này nó nẻ một cái. Cá chì trắng nhiều. Tàu nó trèo kìa. Cá trê nó trèo hay lắm. Đây cá trê bự không nè, tôi thấy đặc biệt là cá mè rổ rất là nhiều. Tàu con cá trê trắng nó bự kìa, hết hồn luôn. Con cá này nó bự sao mà cá trê trắng, bây giờ kiếm cá trắng bự cái này hiếm lắm. Cá mày rổ quá trời luôn. Ồ, cá phi nó nhảy kìa.
Đẩy tình bờ ở sớm người ta hiếu kỳ người ta coi nè cô chú. Trời ơi. Hình như cá lóc ít hả chú? Dạ. Cá mè rổ quá trời luôn, này vô nguyên bầy cá mè rổ. Đúng rồi, dạ. Cá nuôi đẹp lắm. Nó chạy nhanh lắm. Dạ, mình phải nuôi kìa, nuôi oxy á. Con cá nằng hai bự kìa. Cá nằng hai bự trong góc kìa. Đúng rồi. Này dở trà cực ghê luôn, chú làm từ hồi sáng tới giờ luôn. Làm từ sáng giờ mình mộng à. Không kêu ai phụ chú. Phụ không đủ chia à? Tại ít cá quá ha. Tính ra đóng trà bự. À. Nó ra hết ha. Ta làm không kỹ ra hết ha. Tự mình làm cho nó. Tự làm cho nó vừa ý. Đây nè cô chú. Nhìn kỹ cá mè rổ rất là nhiều luôn. Cá mè rổ ăn biết ngon ha chú. Ngon lắm hả? Đây. Mùa khô hạn đi bắt cá dưới sông Cà Mau. Một cá gì ăn sư huynh? Ủa anh đi cân á hả? Dạ. Ôi ôi nguyên một sáu cá. Nguyên một xô cá mè rổ luôn nè. Cá này nhìn rất tự tượng, cá thì tượng ha. Tự tượng, cá thì tượng. Cá phi này giờ không còn cái vỏ nào sao? Đây còn cá đối nè. Cá đối này sống nước lợ luôn hả chú? Ngọt luôn hả? Mè rổ. Cá phi đâu? Cá phi bự đây nè. Cái sạch này cân đem chợ bán gì anh? Em cân được hết cá luôn rồi. Dạ. Đủ loại. Xong mình đi bán chợ ha. Không, em đi thẳng Sài Gòn. Thẳng Sài Gòn luôn. Dạ. Cân cá đồng, cá nước mặn, nước lợ gì dạ. Đủ hết chưa? Cá đồng được đem lên Sài Gòn hiếm á. Không còn đâu. Dạ. Bán lẻ chắc mùng. Tại thấy cá sặc nè nè. Sặc thì đi gần đây ha. Cá đồng lên Sài Gòn là không đủ chi. Lóc thua ghê sặc lát. Cái gì? Cá lẩu kiến không bắt hả chú? Thấy cá lẩu kiến bỏ ngoài hả? Dạ. Cá lẩu kiến chứ nướng hoặc luộc xả ăn ngon lắm. Thịt không à? Là gì? Tội nó trèo kìa. Năm kéo trà này được mấy lần chú? Đâu có, ba tầng, ba
Dạ cũng nhanh quá ha. Cái này mùa nước đâu có ấy ha, mùa nước đầy đâu có làm. Không biết có nhử mồi cho nó ăn mà chắc có bỏ cám rồi cho nó quen ha. Mùa khô gì chú nói là cứ 3 tuần là dở 1 lần. Còn mùa nước đầy là không có làm. Rồi cái vỏ này cá bự nè. Trời ơi nó quậy kìa. Ôi ôi kéo. Ôi cá trê, cá trê, trê, trê. Đây đây cá trê đây. Nè nè bắt cá trê ra. Cá phi bự quá. Đang bỏ vô cái bao đó. Đổ gì trong cái bao lắm nhưng đổ vô bao hết. Hả? Con tí mấy con tí mà đâu có bằng cá phi của ông Phương đáng con 4 ký tờ dữ vậy. Ăn là ăn nổi nói con cái chai lắm kìa 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 hắn ngồi sang hỏi hắn qua xịt được nhiêu nó đồng 2 triệu mấy mà cái mặt hắn nghiêm túc lắm nha. Gặp gặp tin mình cũng tin đó. Ồ mới 4 triệu mấy ngon à. Gặp gặp cháu bắt ba phi hả? Đây cá quá trời luôn cô chú, đặc biệt là cá phi nhiều, à, cá trê trắng nữa. Điều đặc biệt nữa ở đây là không có cá lóc nha. Và tiếp theo nữa là cá mè rổ nhiều lắm. Cá này hai này, ôi, cá này hai này cũng bự nè. Mà vừa thôi, nếu mà cái nàng hai nó còn bự nữa. Còn bỏ lại vô cái chốt của nó này ha. Đó. Trong cân nè. Hai con nè. Hả? À. Cái con mấy ký? 15 ký à. Cá rùa biển quá trời luôn cô chú. Quá trời cá rùa biển. Cá rùa biển này tới mùa có trứng ăn ngon lắm. Ôi ôi. Đây chú xúc mấy cái sọt cá lên để cho mấy chị lựa phân loại ra. Ở đây cá sặc nhìn đã quá trời đã luôn nè. Hầu như là nói không à cậu ơi. Ở đâu nó cũng vậy chứ không phải riêng ở đây. Cút ngã đầu chính. Đầu đây, đây là cá trê trắng. Cá trê trắng với cá trê vàng là hai loại cá trê ngon. Còn cá trê phi thì dở. Này là cá mè rổ. Cá mè rổ mà nuôi nó bự như cá trê tượng ấy ha. Này cái loại này nó đâu có lớn đâu, phải lớn đẹp. Không phải nó là lớn được đó là lớn lắm. Này không còn con nào. Còn đây là cá chốt nè. Cá chốt này kho xả thì khỏi nói luôn rồi. Chốt đó chốt kho tiêu. Vậy? Dạ. Chốt đó chốt gì? Chốt này chốt sọc. À, con này không phải giấy chỗ em kêu con giấy con khác. Con giấy là con kia con kêu chốt bò à. Con có cái cờ lên lưng á, cái giấy nó bự lắm. Chỗ kia là con chốt bò anh. Chỗ này chung giấy. Anh không, chỗ em kêu cá chốt sọc. Chốt bò, chốt kia em kêu cá chốt trâu á. Dạ. Con giấy chỗ em còn khác nữa. Đây cá rùa biển nguyên một xô luôn nè cô chú anh chị. 35 kg rồi đó. Rùa biển là loại cá đắt tiền,
cá thương hàng. 35 kg được 350 rồi, quá đã rồi. Quá đã rồi. Quá im. Còn nhiều lắm à. Bị gì bác tốn ngay con bự nữa. Đây một giỏ cá sặc. Còn đây là một xô cá rô biển. Rô biển là cá bự bự không à. Cá ngon. Đặc biệt ở đây là bà con ở đây không có lấy cá lồng kiến. Mấy cái vùng khác như Đồng Tháp hoặc vùng Kiên Giang trở lên á là người ta xài cá lồng kiến. Còn ở đây thì cá sặc vậy. Thì ở đây người ta không có bắt cá lồng kiến. Đây, con cá này rổ này coi, cá này bự quá, nó bự luôn. Đây nè cô chú, trời ơi, con cá này rổ nó rất là lớn luôn nè. Đâu rồi, cá phi này không bắt cho ông ấy luôn. Rồi. Bắt hết trơn á. Bắt hết trơn á mà bắt. Cá này rổ quá bự luôn nè. Ui, cá chê bị mất đuối rồi. Cá này đẹp lắm. Cá này mình có gần nhà hoặc là sao là mình mua về mình nuôi thành một cái ao cá me rổ là đẹp lắm, nuôi kiển rất là đẹp. Cá chì trắng nó cân là cân được rồi đó, có gặn được đó. Hết chưa anh? Dạ rồi, ở đây bà con vừa mới cân cá xong rồi cô chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn ở một video tiếp theo nha. Hy vọng video ngày hôm nay mang lại một cái hình ảnh về cuộc sống của người dân Cà Mau, đặc biệt là ở huyện Trần Văn Thời. Ngày hôm nay cái tình hình mùa khô hạn ở đây, thời điểm mà những cái con lỗ ở đây sạt lở rất là nhiều, gây đến ảnh hưởng cuộc sống cũng như là cản trở việc đi lại của người dân. Và thời điểm này cũng là thời điểm mà bà con thu hoạch cũng bắt được nhiều cá ở các cái con sông cạn ở đây. Xin cảm ơn rất nhiều, em xin chào và hẹn gặp lại.